Vâng, xin thân mến kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là sản phẩm một chiếc đầu giải mã DAC D01. Có thể nói là bản cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại của hãng Epic Audio. Và đây là cái linh kiện bên trong, tôi tháo ra cho quý vị xem, chip và các linh kiện. Tí chúng ta cùng theo dõi. Và như ngay trên tiêu đề tôi đặt là giảm 100.000 đồng khi quý vị và các bạn mua chiếc đầu giải mã ở thời điểm hiện tại cho quý vị và các bạn nhé. Bởi vì cách đây khoảng tầm vài tháng thôi, khi mà chiếc đầu giải mã mới ra mắt thì sẽ có mức giá là 3,5 triệu, giá niêm yết 3,5 triệu. Đấy. Còn bây giờ thì giá sẽ là 3,4 triệu. Đặc biệt là tôi cũng có tặng kèm những cái sản phẩm là dây cáp quang cho quý vị và các bạn, và miễn phí vận chuyển tận tay cho anh em nhé. Anh em mua những sản phẩm đầu giải mã tại Ewin 301 sẽ được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới anh em nhé, lỗi không sửa chữa đổi mới cho anh em luôn. Hết thời hạn bảo hành chúng tôi hỗ trợ anh em sửa chữa. Đấy, đấy là cái ưu điểm khi anh em mua hàng tại những cơ sở uy tín, những cơ sở lớn như chúng tôi nhé. Vì sao lại giảm giá? Bởi vì là thời điểm là này thì bên Epic Audio có liên hệ với chúng tôi là sẽ giảm đi một chút xíu cho quý vị và các bạn. Thì ở trước đó nhá, hàng chúng tôi nhập về giá cước vận chuyển vẫn là tăng lên anh em nhé, giá tăng chứ không hề giảm. Bởi vì đợt đại dịch nên là hàng nhập về cước vận chuyển còn tăng so với đợt trước. Thế nhưng nếu như mà sản phẩm chúng tôi có tăng thì chúng tôi vẫn giữ nguyên giá cho quý vị và các bạn, trừ khi là hạ giá thì chúng tôi mới thay đổi giá bán thôi. Đây là anh em mua hàng tại Ewin 301 thì hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, đây là cái hộp thì như quý vị thấy bên ngoài, và cam kết với quý vị và các bạn đã mua hàng tại Ewin 301 là hàng chính hãng nhé. Có rất là nhiều loại về mẫu mã có thể giống nhau nhưng mà chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn 100% là hàng chính hãng. Quý vị có lỗi chúng tôi đổi mới cho quý vị và các bạn. Cái chính sách đổi mới này không phải chúng tôi đổi cho quý vị và các bạn mà hãng, chúng tôi gửi lại cho hãng và hãng đổi cho quý vị và các bạn. Còn khác nếu như bị lỗi cho nhà sản xuất, đấy, chúng tôi sẽ mất phí vận chuyển thôi. Đấy. Made in China. Đấy. Và đây là website của hãng nhé. Website của hãng epicaudio.com. Đấy. Đây là cái vỏ bên ngoài. Khi chúng ta tháo ra thì nó sẽ có thứ nhất là một dây màu xanh. Dây này là kết nối với cả trực tiếp từ giải mã với cả máy tính. Rồi, nó chỉ có thế thôi. Còn lại là dây nguồn, đây là cái phiếu bảo hành này. Cùng với đó là phiếu hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật. Ở đây sẽ có hai phiên bản. Một là chữ bằng tiếng Anh. Hai là chữ bằng tiếng Trung. Đấy, tiếng Anh và tiếng Trung. Đây, như quý vị thấy đây, nó có các cái, nó in màu luôn, rất là rõ ràng. Thì các thông số nhá, thông số đây. Đấy, các cái cổng kết nối này, thông số này. Như cân nặng con này là 0,47 kg, tức là nửa cân. Kích thước này, đấy, điện vào các thứ. 32 bit này. 768 kHz ở cổng USB. À, USB vẫn là cổng cao nhất anh em nhé. Nên chính vì vậy mà rất nhiều người chơi giải mã thì hay dùng kết nối giải mã với cả máy tính hoặc là với cả điện thoại qua cái dây OTG đấy, như trước tôi có giới thiệu đấy anh em. Đấy. Cái này anh em. Dây nguồn. Dây nguồn này và một cái cục nguồn đi kèm. Anh em thấy đợt này họ thiết kế cái cục nguồn rất là to. Theo như tôi tìm hiểu thì hãng họ bảo là đợt này cái dây nguồn, cái vấn đề về điện ấy ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề và xử lý tín hiệu kỹ thuật số rất là nhanh và cao như này. Bởi vì là những con giải mã này, cái tần số lấy mẫu của nó lên tới 768 kHz, chính vậy mà nguồn điện bị nhiễu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của âm thanh, chất lượng của nguồn nhạc phát ra, nên là họ đã ưu tiên xử lý cái vấn đề nguồn điện nó cao cấp hơn, nó không phải là những cục chuyển đổi nhỏ nhỏ như ngày trước nữa nhé. Đấy. Chiếc đầu giải mã như quý vị thấy nó có một cái dây Bluetooth này. Bluetooth con này là 5.0 và tần số cao nhất của con này là 768 kHz và hỗ trợ DSD 512, gấp hơn 500 lần so với chuẩn của CD phổ thông nhé. 14 bit và 44.1 kHz. 44.1 còn con này là 768, quý vị hình dung là rất là lớn. Đấy. Chúng ta kết nối cái dây Bluetooth vào đây. Đây, trước mắt quý vị và các bạn, chiếc đầu giải mã DAC D01.
nó không hề to như quý vị nhé. Rất nhiều người bảo là nhìn trên hình ảnh nó khá là to, thế nhưng mà đến trực tiếp nó khá là nhỏ. Đấy, kích thước nó hơn 10 cm thôi. Đấy, quý vị xem nhé. Sau cái bàn tay của tôi này, đấy, tôi để xa cho anh em dễ hình dung. Nó mười mấy cm thôi. Toàn bộ bằng nhôm, nhôm xước, bằng nhôm phay, vỏ nhôm hết anh em nhé, nhỏ vỏ nhôm, cắt CNC và những cái lúm ở đây cũng cắt tỉa kiểu kim cương phát như này, rất là đẹp. Jack tai phone để cắm tai nghe này, công tắc bật tắt volume và nút tạm dừng. Phía sau này sẽ là cổng vào USB này, cổng quang này, Bluetooth này, coaxial và hai đường AV siêu âm ly, vậy thôi nha. Tôi được cắm dây nguồn cho anh em xem. Cắm nguồn thì anh em cắm điện trực tiếp 220V. Đây, tôi có sẵn cái dây này rồi. Đấy, bật nguồn lên. FX Auto rất là đẹp. Chữ màu xanh. Đấy, volume này. Hiện tần số lấy mẫu bao nhiêu kHz, nếu như anh em cho nguồn nhạc vào đây, nó sẽ hiện bao nhiêu kHz này, bao nhiêu hertz. Đấy, USB này, chuyển phát nữa này. OBT này, coaxial này, Bluetooth này. Đấy. Và đây là cái ruột của nó, anh em xem. Con này là các bản nâng cấp của DSX7. Nếu như DSX7 sử dụng chip của Nhật AKM thì con này nó sử dụng chip của Mỹ SBS anh em nhé, rất là cao. Và những con tụ nhôm này anh em thấy, cái dơ le của Nhật này, Made in Japan. Những con tụ, những con trở, anh em xem những con trở, toàn bộ linh kiện là của Nhật. Đấy. Chip X1 này, chip Bluetooth Qualcomm, đấy, vân vân và vân vân. Anh em nhìn cái bảng mạch như này có thể thấy được là cái công nghệ số bây giờ nó rất là hiện đại, đặc biệt là công nghệ vi mạch điện tử. Trên một cái mạch rất là nhỏ như này thì họ đã có đầy đủ những cái chức năng ở trên này. Đấy gọi là công nghệ bây giờ. Ok, còn đây. Cái này là 21 tháng 3. Rồi, mùng 3 tháng 3 năm 2021 ở bên ngược. Đây là cái định dạng là ngày tháng. D01 V 5. Đây có mã COD ở đây này. Đấy. Đấy, nhìn như vậy là quý vị thấy được là cái sản phẩm nó làm rất là cầu kỳ và máy móc rất là hiện đại. Các cái đầu jack được mạ vàng, quý vị để ý cho. Đó, chỉ thế thôi nhé. Và quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cũng như là mua những sản phẩm giải mã tại Eway 301. Thứ nhất là yên tâm về xuất xứ hàng hóa rõ ràng này, chính sách bảo hành này. Thứ hai là được chúng tôi hỗ trợ anh em nhé, mọi vấn đề về thắc mắc hoặc là cách sử dụng như thế nào. Và thứ hai là quà tặng cho quý vị gọi một dây cáp quang của Nhật Hitachi trị giá 165.000, dài 1,8 m. Dây quang học chúng tôi có bán kèm dây quang học của Audio Quest giá 280 này, dài 2 m nhé, dây quang học của Mỹ. Quý vị muốn nâng cấp sang thì thêm 100.000 tôi nâng cấp cho quý vị và các bạn. Và đặc biệt là được mua những cái dây kết nối như là AV này, như là dây này gọi là dây OTG với cả điện thoại Samsung hoặc cả điện thoại iPhone với giá rẻ hơn 20% nha. Ví dụ dây dây này, dây AV của Hitachi tôi đang bán 250, 250. Quý vị mua kèm giải mã sẽ có giá là 200.000. Cái dây OTG cũng vậy, dây OTG để cắm trực tiếp từ giải mã với cả chân sạc của điện thoại Samsung hoặc là iPhone có giá 250 thì sẽ có giá là 200.000 đồng nha. Đấy. Khách đặt hàng quý vị liên hệ trực tiếp 0908 722 688 để đặt hàng. Quý vị nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, không cần đặt cọc anh em nhé. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết quý vị liên hệ trực tiếp 0908 722 688. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.